Quế Ngọc Hải là người thực hiện quả đá đầu tiên cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Quế Ngọc Hải đã đánh bại thủ thành của Yemen và giúp chúng ta vượt qua đội bóng này với tỷ số 2-0. Và Safi. Quế Ngọc Hải, cú đá chính xác của Quế Ngọc Hải, đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một sự giải tỏa. Và ông Park Hang-seo đã được đền đáp khi lựa chọn cầu thủ áo số 3 thực hiện quả đá đầu tiên. Đội trưởng của chúng ta đã thắng đội trưởng của Jordani trong màn tranh tài đầu tiên này. Trước một thủ môn đã 36 tuổi, dạn dày kinh nghiệm, thì cú đá thành công ở lượt sút đầu tiên này của Quế Ngọc Hải là cực kỳ quan trọng. Nó mang đến một sự giải tỏa rất lớn dành cho các cầu thủ của chúng ta và đồng thời đặt đối phương vào một tình thế có thể nói là căng thẳng. Đội bạn cũng chọn người có thể nói là xuất phát tốt nhất của mình là Ba Hà để đối mặt với Đặng Văn Lâm. Đặng Văn Lâm 1m88 và Ba Hà, cú sút tốt của cầu thủ đối phương. Đá của Ba Hà là quá mạnh. Bóng đi căng vào tầm cao nữa. Hai huấn luyện viên đều chọn những cầu thủ xuất phát tốt nhất. Bây giờ là Hùng Dũng. Quả thật là rất căng thẳng. Hùng Dũng. Vào rồi! Đây là một trận đấu xuất sắc của Hùng Dũng với rất nhiều lần thực hiện cú sút xa nhưng không thể đánh bại được Safi. Nhưng ở chấm 11m thì dù Safi đã đổ đúng hướng nhưng cú đá của Hùng Dũng là quá hiểm. Một lần nữa chúng ta vươn lên dẫn trước đội bạn. Cả hai cú đá của Quế Ngọc Hải và Đỗ Hùng Dũng đều rất tự tin và đạt được sự chính xác đến mức tối đa. Và niềm hy vọng tiếp theo là Đặng Văn Lâm khi anh đối mặt với số 9, cầu thủ vào sân thay người của đội bạn, Baha Saif. Cú đá của Ba Hà! Hoan hô Đặng Văn Lâm! Và bóng vừa chạm vào xà ngang của đội tuyển Việt Nam. Tỷ số luân lưu bây giờ là 2-1. Chúng ta cùng xem lại cú đá này. Cũng lại là một cú đá tầm cao đi rất căng. Nhưng bóng đã trúng vào xà ngang khung thành của đội tuyển Việt Nam. Tỷ số luân lưu bây giờ là 2-1 nghiêng về phía đội bóng của chúng ta. Người thực hiện quả đá tiếp theo là Xuân Trường. Xuân Trường. Tuyệt vời! Tuyệt vời! Cũng giống như một năm về trước, Xuân Trường lại chiến thắng ở loạt sút luân lưu và vẫn là hình ảnh chỉ tay lên trời quen thuộc sau khi đã hôn lên ngôi sao vàng ở ngực áo. Và đây là một cú đá bằng lấy tiếp theo nữa. Rất tin tưởng ở những góc sút và hướng sút của mình. Và ông Park Hang-seo đã đúng khi tung Xuân Trường vào sân để thực hiện sứ mệnh với quả đá vừa rồi. Một hình ảnh đầy lãng mạn của Lương Xuân Trường. Và tiếp theo chúng ta lại đặt niềm tin và sự trông đợi của mình vào thủ môn Đặng Văn Lâm. Và lại là một cầu thủ khác vào sân thay người của đội tuyển Jordani trong trận đấu ngày hôm nay. Số 10 của Jordani đối mặt với Đặng Văn Lâm. Và Đặng Văn Lâm lại chiến thắng! Số lượt sút đã bằng nhau. Anh Cường có thể thấy những âm thanh từ miệng của Đặng Văn Lâm đã tạo ra những áp lực nhất định. Và sau đó là một cú đổ người tuyệt vời. Hoan hô Đặng Văn Lâm, 3-1 rồi, đội tuyển Việt Nam. Và đây là hình ảnh cũng rất tuyệt vời khác với đội tuyển của chúng ta. Và bây giờ ai sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo để có thể mang về niềm vui cho chúng ta đây? Minh Vương. Minh Vương, một thời khắc rất quan trọng. Minh Vương.
Rất tiếc. Minh Vương có vẻ đã hơi bị căng thẳng một chút ở một loạt sút quá quan trọng. Lượt sút thứ tư của đội tuyển Jordani. Và nếu cú sút này không thành công thì chúng ta sẽ có một bữa tiệc lớn. Hãy tiếp tục đặt niềm tin ở Đặng Văn Lâm. Và tiếp tục là những động tác gây ức chế đối thủ. Tỷ số luân lưu bây giờ là 3-2. Đội bóng của chúng ta vẫn đang có ưu thế. Bùi Tiến Dũng sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cách đây đúng một năm thì Bùi Tiến Dũng đã là người thực hiện quả đá quyết định. Xin chào Bùi Tiến Dũng, xin chào Việt Nam.